vẻ đẹp rừng núi cao bằng, những cung đường uốn lượn tựa rồng bay, những cánh đồng lúa sắc vàng, xanh như những bức tranh thật đẹp giữa rừng núi cao bằng. Thác nước đổ, những cách cò bay nhìn thật thanh bình và nên thơ. Phụ nữ Cao Bằng bên khung dệt vải, thật khéo tay. Giai điệu hát then được các cô gái ở đây cất lên thật ngọt ngào, như muốn thực khách ở lại. Nụ cười của cô gái Cao Bằng đẹp đến say lòng. Những ngôi nhà sàn tầng tầng, lớp lớp, gần nhau thật đoàn kết, yêu thương. Những đám mây in xuống mặt nước, một chiếc thuyền câu bé tẻm teo, đúng như lời cụ Nguyễn khuyến. Bạn đến Cao Bằng sẽ được đi trên những cung đường khúc khuỷu có giảm giác mạnh, đồng thời nhìn cảnh thật đẹp. Biết bao nhiêu cảnh đẹp, nước chảy róc rách. Những đàn ngựa được người dân chăn, thả thật gần gũi với thiên nhiên. Cảnh núi rừng và thiên nhiên ở đây thật đẹp, bạn có thể cùng bạn bè tổ chức đi phượt và cắm trại trải nghiệm ở nơi đây. Đây bạn nên cùng thử sức mình với thiên nhiên và ngắm vô vàn cảnh đẹp đẹp, trong đó không thể bỏ qua đó là ngắm thác nước chảy, một tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng.